ông vô đi, không có đóng cửa được luôn á. Rồi sao vô được? Rồi sao vô? Sao mà đổ ai rồi? Cô kia công an lập loạn chờ nè. Mến chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Hiện tại thì mình đang đứng ở vị trí cầu cống ngăn mặn Tài Niên. Hiện tại thì cống đang hoạt động trong thả trong những cái chiếc ghe ở bên trong chạy ga ha, nhưng mà chuẩn bị cho ghe hướng ngược lại trong sông đi ra biển lại. Có một chiếc xà lan hồi nãy thì đang bên trong ga, nhưng mà anh thì lại trở ngại các bạn. Chắc mình nghĩ là không cho anh vô luôn rồi. Kìa giao thông luôn. Tại vì mấy ảnh gấp vô hay sao, hay là do lỡ nó có cái đà gửi vô tới trong này á, ghe cũng khó mà tới cũng khó, thì mấy anh điều tiết đây kêu là đậu bên kia đi, đợi nước lớn thì sẽ mở cống lớn rồi cho ảnh ra luôn ha, để ảnh khỏi ghe tới ghe lui nó mất thời gian và rất là lâu. Đây bây giờ sẽ tới phần cống đó vô, và mình xin nhắc lại cho các bạn nào mà chưa có biết cái thông số kỹ thuật của ghe này, thì chiều ngang của cái âu thuyền này là 15m, và chiều sâu thì mọi người có thể thấy là cái bảng này là bảng mực nước thôi nha, còn sâu thì mấy anh nói là từ 6m đó các bạn. Trời ơi, anh cố tình anh ghe kìa, anh dẫn vô kìa. Mình nghĩ là nên đợi nước lớn nó sẽ hay hơn luôn các bạn. Tại vì nếu mà nước ròng thì bây giờ mình ghe nó cũng như không mà. Xà lan đó thì đang chở ba cái đá mà dạng như đá 1-2 nữa chứ. Chà, cái này chen lọt không trời, anh kia anh máu vậy? Máu vậy? Rồi anh này anh cầm lo đi, anh đi chửi luôn rồi nè. Gói hết rồi, gói đồ hình luôn rồi. Đây. Điều tiết thì kêu anh khoan nó vô, nhưng mà anh vẫn vô. Không, mấy chiếc ghe nhỏ 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 nó vô ém vô với hai. Căng vậy. Không nhường mà sao mà vô lọt. Hai chiếc ghe cho anh vô lại đây. Ghe lại đi, không vô được đâu. Chiếc trên ghe đây luôn.
không hết đâu. Quá già chiếc này có ngàn ngoài tấn mà. Trời bự rồi. Để cho cái chiếc nó về, rồi về hai chiếc kia theo. Lý do là cái cái âu thuyền này nó hơi còn hơi ngắn các bạn. Chiếc này vô thì nó sẽ không có cái dừa. Quá bự dài nữa. Không hết. Cái răng nó mí cửa luôn rồi, không đóng được. Được nhưng mà đừng có không có ngay chỉnh hướng được ha. Bây giờ bắt buộc là phải cho vô ém luôn rồi. Sợ
sợ là tội cho những chiếc nhỏ phía trước đó các bạn. Ồ, vậy mà cũng gắng ém cho hút được cái cống này cũng hay thiệt chứ. Ở phía sau thì còn được một chiếc xà lan lớn nữa, nhưng mà anh kia thì đã lùi được, không có chạy vô. Còn anh này cũng vừa muốn qua mà vừa gặp một chút xíu sự cố về lái các bạn. Ghe nó không chịu ăn ha. Giờ vẫn ém được chưa tới trong rồi. Biết là mấy anh trên này có lập biên bản hay là xử lý phạt không? Cuối cùng chiếc xà lan này cũng đã vô hút cái chỗ đóng cửa rồi các bạn. Phần lái thì đã hút rồi ha. Bây giờ hệ thống đang đóng cái ben lại và sẽ mở cái phần chiếc mũi để cho cái đòn này ra. Cái gì đi xà lan cũng có nhiều cái cực khổ nha. Đây, cái cống ở phía đằng này thì cũng đã đóng sát lại nha các bạn. Đã kín nước. Và những cái động cơ ở trên những chiếc xà lan này cũng đã đề lên. Cống ở đằng kia thì đang chuẩn bị mở, sẽ chạy ra ha. Lúc đầu thì cũng tưởng đâu chị này không có được vô, nhưng mà cuối cùng chen lắng làm sao đó hồi cũng vô được. Chị nói là ở dưới là do bị dính cái lú, ve không được. Tới thì được. Thì cái đó là chị nói thôi, cái này thì cũng không biết làm sao. Thì thôi đi, vô được là được các bạn. Đây nè các bạn, mới nói mấy cái lú thì chiếc xà lan phía trước dính mấy cái lú nè. Cái này cũng là gỡ gác đem lên đó nha. Trong đó có mấy cái cọng dây chì á, khi mà nó ngoai vô cái chân vịt rồi nó rất là khó gỡ. Hiện tại thì cống kia đã mở rồi ha. Ghe đang tranh thủ chạy ra trước. Làm những cái âu thuyền như thế này thì ghe cộ chạy ra nó được tương đối là an toàn các bạn. Tại vì mực nước cái lúc nào nó cũng bằng nhau á, chạy nó không có bị nước đổ. Không có như là ở cống Kinh Cục lúc trước và cống 10 cửa, 7 cửa này kia. Khi mà mở ra thì nước nó chảy như thác đổ. Ghe nào mà không cảm yếu là chạy lên là tới công chuyện hết.
Rồi cuối cùng thì chị cũng đã được qua các bạn. Chắc ra ngoài kia thì có lẽ là sẽ tắt máy để cho mấy anh thợ lặn người ta gỡ gác thôi, chứ gác kiểu vậy thì chạy không có ghe được, không tới được được thì những cua nó cũng đôi khi là nó hơi nguy hiểm á. Thôi cái video mình cũng xin tạm dừng tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp trên kênh của mình, trong mọi chủ đề.